Ngày 19 tháng 10, ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức họp định kỳ quý 3 năm 2022. Thời gian qua, ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Châu Đốc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Kết quả trong quý 3 năm 2022

Tổng dư nợ là 267.874 triệu đồng, đạt 95,2% chỉ tiêu kế hoạch. Các tổ chức hội đoàn thể xã hội tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân xã phường về bình xét cho vay và giải ngân nhanh nguồn vốn tín dụng chính sách, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 trên NQCB của chính phủ. Đồng thời củng cố kiện toàn tổ tiết kiệm và giai vốn đang thực hiện và ra soát củng cố hồ sơ lưu trữ và chứng chỉnh hoạt động của tổ tiết kiệm và giai vốn theo quy định của Trung ương.